Dạ Tuyết kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay thì buổi sáng Tuyết quay trở lại nhà của hai vợ chồng anh Tài. Dạ Tuyết cũng rất là vui quý bà cô chú ơi. Thì Tuyết cũng tới đây báo cho hai vợ chồng anh biết là bây giờ có cái chi phí để cho ảnh nhập viện để lên ca mổ. Dạ thì hôm nay đó thì Tuyết thay mặt đó là chú Thành và thím Hoa ở bên Úc đến để mà trao tiền cho anh Tài nhập viện ở dưới để coi cây không biết ảnh mổ ở bệnh viện nào đây nè. Dạ thì trước khi trao tiền cho con gửi lời cảm ơn đến chú Thành và thím Hoa rất là nhiều đã hỗ trợ cái chi phí cho ảnh đi mổ. Dạ con kính chúc chú và thím luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ và Tuyết mời quý bà cô chú anh chị và các bạn đi cùng với Tuyết vô trao tiền cho anh Tài. Chị đèn đâu chị, mở giùm em cái đèn chị. Ảnh bữa nay làm sao rồi, cũng yên vậy hả? Dạ bữa nay nó hơi chạm gì, dịch nó ra hơi nhiều ha. Rồi hồi đêm hôm anh ngủ được không? Đêm hôm cũng thức 2-3 tiếng không, anh cứ nằm bình thường ra. Rồi bây giờ đó là mình tự đi được không hay là mình phải kè? Đi đây vô đó được, đi xa không được. Đi xa họ nó đúng 2 cái giò. Nó yếu. Dạ. Mà ngồi vậy phải nắm cái võng mới được. Dạ. Bây giờ nó đuối hơn khoảng 10 ngày trước. Dạ. Vậy anh cố gắng ha. Bây giờ đó thì chi phí mình cũng nhận đủ rồi đó anh. Dạ. Thì trước mắt mình nhập viện đi rồi mình vận động thêm ha. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay đó thì em muốn thông báo anh đó là chú Thành và thím Hoa ở bên nước Úc á thì hỗ trợ cho anh đó là 15.530.000. Dạ. Rồi với nhập vô cái tiền mà hôm bữa hôm chung nó quyên góp cho anh đó. Dạ. Thì nó cũng gần đủ rồi. Rồi anh cảm thấy như sao? Vui không? Không, vui thiệt. Cảm ơn bên cô Út anh em Mạnh Thường Quân giúp cho mình được lên ca mổ. Tài vui lắm. Cảm ơn những cô chú anh chị em rất nhiều. Dạ dạ. Vậy anh nằm nghỉ đi, anh giữ gìn dạ. Sức khỏe nha. Dạ dạ. Do là anh Tài cũng hơi yếu, nói chuyện nhiều nó hơi nó sẽ mệt đó quý bà cô chú. Dạ cho nên là Tiết cũng hỏi ít thôi, ngắn gọn thôi. Bây giờ nói chuyện với bên xã ảnh. Rồi bây giờ đó là bên phía ông Trung đó là quyên góp được nhiêu rồi ha chị? Được 6 triệu mấy hả chị? 6 triệu 2. 6 triệu 2 hả? Dạ. Rồi mình nhận được tiền chưa? Dạ rồi. Nhận rồi ha. Dạ. Khoảng bao lâu là ảnh ho như vậy? Chút xíu à, chút cái đầu ho, nhiều khi cũng tới lâu mới ho. Nhiều sáng khoảng 8-7 giờ mấy, 8 giờ mấy, 7 giờ nó lên đồ, nó tràn dịch. Tràn dịch lên cái ông ho, cái ông phun ra, để chút xíu là đầy một hũ vậy. Ông ho, ông phun ra, ho phun ra vậy. Rồi bây giờ đó là mình nhận được là 6 triệu 2 ha. Dạ. Rồi bây giờ đó thì em cũng thay mặt chú Thành với thím Hoa ở bên Úc ha. Yeah. Trao cho chị đó là số tiền đó là 15.530.000. Chị gửi lại đến chú thím đi chị. Yeah. Con cũng cảm ơn chú với cô Hoa giúp chú thím, đỡ chú thím với cô. Chú thím giúp đỡ cho con được có số tiền này đừng con đi mổ cho chồng con cảm ơn chú thím nhiều. Rồi chị dự định là chừng nào cho ảnh nhập viện và mổ ở đâu? Ở xuống Long Xuyên, mổ xuống Long Xuyên đừng mà cho bà chị với tới lùi đồ. Rồi bà đi tới lùi phụ với em. Hồi lúc trước đó là mình theo bệnh của ảnh là lúc trước đó là ở bệnh viện Bình Dương. Mà bệnh dạ. Viện nào chị? Bệnh viện cho Tân Uyên. Tân Uyên hả? Dạ. Xét nghiệm máu rồi nó kêu đi mổ, nhập viện mổ mà nó không có tiền thì nó đi qua đó khám ông thấy nặng, nó thấy ông nặng quá nó kêu là phải nhập viện vô liền đừng mổ liền.
rồi cho mình em mới người ta cho được có 1.000.000 bạc à, rồi em đi ứng trước tiền công ty 2.000.000 nữa là được có 3.000.000 à. Rồi người ta kêu vô mẫu, nhập viện mẫu luôn, em đâu có tiền đâu. Rồi người ta nói là số tiền mẫu người ta cho biết là từ giá 20 mấy triệu. Rồi trong mình có 3.000.000 rồi, đâu có nhập viện đâu. Rồi nói thôi tôi không có tiền lấy thuốc uống đỡ được không. Nó cũng không chịu luôn, nó xóa tên nó trong máy luôn. Nó cho nó kêu đi về, nó cho đi về, nó không cho lấy thuốc uống luôn. Rồi ổng đi về không vậy đó. Đi về tối ngày mệt nằm thở. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở trên Sài Gòn hả? Dạ. Người ta chỉ lên đó cho em cũng không biết nữa. Người ta chỉ lên, người ta nói đi lên đó rồi đó. Vậy là lúc đầu mình khám ở bên Tân Uyên. Dạ. Rồi xong rồi mới chuyển lên, mới ra Sài Gòn khám lại nữa. Nằm ở Tân Uyên mấy ngày luôn, em tốn gần 10.000 bạc. Cũng em cũng đâu có tiền đâu, cũng đi mượn đi hỏi rồi không đó, cũng đâu có tiền đâu. Rồi đầu đi về nằm ở nhà vậy đó, rồi đi người ta chỉ đi qua đó khám. Rồi người ta cho được 1.000.000 bạc. Rồi em lên ứng trước công ty 2.000.000 nữa, 3.000.000. Người ta kêu nhập viện đâu có tiền đâu nhập, rồi ổng đi về. Vậy là lúc trước là ảnh nhẹ là mình chỉ ở Tân Uyên. Dạ. Nhưng mà nó không hết, ngày nó nặng thêm. Dạ. À. Lúc đó là mới phát bệnh là em đưa đi liền đó. Là người ta nói là trong phổi có dịch vậy đó, người ta nói này chỉ là phẫu thuật thôi à. Lúc lúc mà dịch bệnh đó là anh có bị nhiễm không? Có chị. Có nhiễm Covid hả? Dạ. À. Rồi bây giờ là mình dự định chừng nào là bây giờ nhận tiền trước đi rồi mình hỏi. 530.000 lẻ ha. Dạ. Rồi này là 530.000 lẻ với thêm 15.000.000 nữa. Một. Cái này để riêng, hai này giống nhau rồi nha. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. 14, 15 15 triệu 530 ngàn. Yeah. Nằm vậy đó chút cái mệt cái ông nắm cái giọng kịch rồi vậy. Em lấy dầu rồi em thoa bóp lưng rồi cho ông nói. Lại thoa ở đầu đấm 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 mấy cái vậy cho ông. Nó nằm nó nhức nó gan cái ngực vậy nè. Như là ông nói như có cái cục gì nó chổi lên nó đau. Vậy là nó u nó đó. Vậy rồi bây giờ chị dự định là chừng nào mình đi xuống bệnh viện? Giờ em đi cho anh em lấy bảo hiểm rồi là về đưa cho ông đi nhập viện liền luôn. Bảo hiểm cho Bình Dương hả? Dạ, người ta mới điện ngày hôm qua, người ta kêu là có bảo hiểm rồi đi lên lấy đi. Có nếu mà nằm ở trên đây thì đi lên đây lấy bảo hiểm rồi nhập viện liền. Còn nếu mua ở dưới quê thì đi lên đây lấy đi. Rồi đi qua bệnh viện huyện xin giấy chuyển viện ngay xuống Long Xuyên luôn. Vậy bây giờ chị tranh thủ làm cấp tốc đi ha? Dạ. Rồi chạy ra ngoài mình lấy cái bảo hiểm xong rồi mình mới xin chuyển viện từ huyện xuống tỉnh. Dạ. Rồi cho nó nhẹ chi phí ra ha. Dạ. Như vậy được coi 15 năm. Cái 15 năm 3, cái như 15 đi, 15 với cái kia 6. À 21, 21 mấy à? Dạ. Yeah. Cũng được 21 mấy à? Gần 22. Mà mình bỏ mình thì cũng thủ gần 30 tại vì tiền đại tiền kia rồi chi phí lùm làm đi. Đúng rồi, mình còn đi tới lui nữa. Thì bây giờ trước mắt á thì mình nếu như mà có mạnh thường quân nào giúp nữa đó thì em vẫn nhận rồi đem xuống bệnh viện trao cho chị ha. Yeah. Thì giờ trước mắt á thì mình tạm ổn là mình có chi phí mình đóng rồi đó. Rồi vậy mình tranh thủ ha. Số tiền nhiêu là thiệt em mừng dữ lắm luôn rồi đó. Em đưa cho ổng đi liền, em đi lấy bảo hiểm nhà nào là em đưa ổng đi liền. Vậy là bây giờ mình bắt xe lên chảnh mình lấy ha. Em điện xe này sáng đi nè mà xe sáng không có. Xe chiều mới đi được. Vậy em cũng chúc cho anh Tài ha, lên ca phẫu thuật lần này thành công nha, sớm khỏe lại mình trở lại công việc làm ha anh. Dạ. Yeah. Chị cũng vậy ha, đi lên Bình Dương rồi thượng lộ bình an nha. Dạ, yeah, em cảm ơn chị với anh Năm nhiều. Không có gì chị. Cảm ơn cô chú anh chị. Dạ. Dạ thì cho con cảm ơn chú với thím lần nữa luôn. Dạ. Thì khi nào cái tình trạng của sau khi mà phẫu thuật đó rồi có cũng như tiến triển gì đó cho điện cho em hay hả chị? Dạ. Dạ lần em báo với bên Mạnh Thường Quân. Dạ con cảm ơn chú thím lần nữa.
Dạ, cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ, Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong lúc sau. Bye bye.